kỹ thuật đúng rồi đấy. Khi con đạp ấy là con mới cầm cái tay cầm á. Nó là do tay nó ngắn nên là tay nó không đủ nâng ấy đó, chứ thao tác nó là đúng á. Dạ. Nhận xuống cái nè. Rồi. Cái này gắn vô vậy. Cái tại vì nó dính dướng cái dưới kìa, cái này nó bay luôn cái ngực này được luôn mà dính nguyên trái luôn. Ủa không lên xuống dưới mà được chưa? Hai trái được rồi để lên sản phẩm. Vâng.
đi chơi.